Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn cán bộ, phóng viên, báo chí, văn nghệ sĩ người Hưng Yên công tác tại Hà Nội về thăm tỉnh nhà. Thay đổi tư duy canh tác để làm giàu, nhiều hộ ở Xuân Quan, Văn Giang đã trở thành tỷ phú. Xã Minh Tân, huyện Phù Cừ chậm xử lý đất dôi dư. Thầy giáo Trần Thanh Tú, trường tiểu học Hải Triều, huyện Tiên Lữ, giỏi chuyên môn cũng như phong trào đoàn đội. Mục an toàn giao thông với phóng sự, vẫn còn tình trạng phụ huynh và học sinh vi phạm luật giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 9 tại trụ sở tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật với Hội đồng hương báo chí văn nghệ sĩ Hưng Yên tại Hà Nội. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Đồng chí Doãn Thế Cường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Hào, Nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã giới thiệu khái quát với các văn nghệ sĩ báo chí là những người con của quê hương Hưng Yên đang sinh sống công tác tại cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh trong gần 19 năm tái lập tỉnh và 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 2010-2015. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, song dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp là Ban thường vụ tỉnh ủy, cán bộ và nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết, phát huy tốt tiềm năng lợi thế, khai thác có hiệu quả các nguồn lực và đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm là 7,8%, tổng thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao, thu nhập trên 1 hectare canh tác đạt 150 triệu đồng. Các sản phẩm như nhãn lồng, vải lai, chuối tiêu hồng, quýt, cam đường canh, quất cảnh, gà đông tảo, tương bần ngày càng được thị trường tín nhiệm tin dùng. Toàn tỉnh đã huy động gần 40 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Có 38 trên 145 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 18 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá, bình quân gần 10% năm. Cả 10 trên 10 huyện thành phố đều có quốc lộ chạy qua, giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư đúng mức, hạ tầng thủy lợi được đầu tư, cải tạo nâng cấp, phục vụ tốt yêu cầu của sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt khoảng 32%, thành phố Hưng Yên đã cơ bản đạt đô thị loại 2, Mỹ Hào đã được công nhận là đô thị loại 4 và đang trong lộ trình trở thành thị xã trực thuộc tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều được quan tâm và có những tiến bộ rõ nét. Sau 19 năm tái lập, Hưng Yên đã xây dựng được một nền tảng kinh tế xã hội tương đối đồng bộ, giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 89 lần, thu ngân sách tăng gấp 100 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 10 lần so với khi tái lập tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định để có được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào nói trên, có sự đóng góp của anh chị em báo chí, văn nghệ sĩ tỉnh nhà, cũng như những người con của quê hương Hưng Yên đang sinh sống và công tác ở thủ đô Hà Nội. Nhân buổi gặp mặt thân mật, thay mặt anh chị em văn nghệ sĩ, báo chí đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, các nhà báo, các nghệ sĩ đã phát biểu ý kiến bày tỏ tình cảm, trách nhiệm của mình đối với quê hương và mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục tạo điều kiện và quan tâm hơn nữa để anh chị em văn nghệ sĩ báo chí quê Hưng Yên có cơ hội đóng góp trí tuệ, công sức đối với quê hương. Cũng nhân dịp này, Hội đồng hương văn nghệ sĩ báo chí Hưng Yên tại Hà Nội đã tổ chức lễ mừng thọ cho hai hội viên có tuổi thọ 90 tuổi và các hội viên có tuổi thọ 80 tuổi. Chương trình xin chuyển sang các tin tức về kinh tế. Vụ nhãn năm 2015 đã ở thời điểm cuối vụ, nhìn chung nhãn quả năm nay tiêu thụ rộng ở nhiều thị trường và được giá. Ngoài trên 1 tấn nhãn quả lần đầu tiên được xuất khẩu vào thị trường Mỹ, thì vụ nhãn năm nay do tỉnh và các địa phương chú trọng tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại ở các tỉnh, thành phố trong cả nước như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế. Vì vậy, nhãn được tiêu thụ rộng rãi ở nhiều thị trường và các hệ thống siêu thị lớn, cửa hàng rau quả an toàn trên cả nước. Trong đó, Hợp tác xã nhãn lồng Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã tiêu thụ 10 tấn nhãn quả. Đặc biệt năm nay, giá nhãn cao hơn năm trước từ 5 đến 10.000 đồng một kg, dao động từ 25 đến 35.000 đồng một kg. Nhiều loại nhãn ngon có giá từ 50 đến 70.000 đồng một kg như nhãn đường phèn, nhãn ngọt muộn khoái châu.
Năm nay toàn tỉnh đạt sản lượng 30.000 tấn, cho doanh thu khoảng 650 đến 700 tỷ đồng. Từ 5 năm trở lại đây, các diện tích đất nông nghiệp ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang được người dân chuyển đổi sang trồng hoa thay vì chỉ trồng ngô và cây rau màu như trước kia. Thu nhập nâng cao, nhiều hộ đã trở thành những tỷ phú từ trồng hoa. Để có được kết quả này, thay đổi trong tư duy canh tác của người nông dân nơi đây đóng vai trò quan trọng, là yếu tố then chốt để có được thành quả như ngày hôm nay. Với 6 sào ruộng tập trung ở một thửa, dù thuận lợi cho canh tác nhưng nhiều năm trở về trước chỉ trồng ngô nên thu nhập hàng năm của gia đình anh Công không cao. Thay đổi tư duy canh tác là điều bắt buộc anh và nhiều hộ dân nơi đây suy nghĩ để làm sao có thu nhập cao hơn trên một diện tích đất canh tác bằng cách chuyển sang trồng hoa. Từ những người tiên phong đi đầu như anh Công, sau 5 năm đến nay hầu hết các diện tích đất nông nghiệp của xã Xuân Quan đã được người dân chuyển đổi sang trồng hoa. Trung bình những cái mức đầu tư bình thường nhất thì người dân người ta sẽ thu được từ 40 đến 50 triệu trên một sào một năm lãi. Còn nếu mà cao hoặc là những cái dùng người ta trồng có thể những cái đầu tư nó lớn hơn và những cái dòng hoa nó cao cấp hơn thì có thể sẽ thu được lên đến 100 triệu lãi suất đấy. Cũng như nhiều nông dân ở các địa phương khác, khi bắt đầu chuyển đổi sang một cây trồng hoặc con nuôi mới, thị trường tiêu thụ luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Khi bước vào trồng hoa, người nông dân nơi đây suy nghĩ để có thị trường tiêu thụ, trước hết mình phải có sản phẩm để bán. Từ chỗ không phải là địa phương trồng hoa, đến nay Xuân Quan đã trở thành vùng chuyên canh trồng hoa, cung cấp cho thị trường nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Thị trường nó là do con người tạo lên. Nhưng mà bây giờ muốn có một cái thị trường thì đầu tiên mình phải có sản phẩm. Và cái sản phẩm quan trọng nhất ở đây là gì? Mình làm được sản phẩm đẹp. Thì tự cái quá trình thị trường tiếp thị rồi giao lưu giữa quá trình người tỉnh này tỉnh khác thì sẽ thúc đẩy cái phát triển và cái tiêu thụ. Khi mình làm ra được sản phẩm nhiều và đa dạng thì tất nhiên là sẽ các nơi người ta biết đến thì sẽ đến tiêu thụ cho mình. Nhưng còn nếu mình không có sản phẩm thì bây giờ mình cứ bảo là đồng ruộng hay bỏ không, nhưng thực ra về sản phẩm mình không có thì người ta cũng không ai người ta đến cả. Người nông dân thay đổi tư duy trong canh tác, tức là chuyển từ chỗ trồng những gì mình có mà không căn cứ vào thị trường tiêu thụ ra sao, chuyển sang trồng những gì thị trường đang cần, tức là sản phẩm phải gắn chặt với thị trường. Cũng trên cùng một diện tích trồng hoa ở Xuân Quan, với mỗi sào hoa, có nhà thu lãi từ 10 đến 20 triệu đồng, cũng có nhà thu lãi 100 triệu đồng trên một năm. Đây là điều bình thường do người trồng hoa luôn thay đổi mẫu mã, có nhiều loại hoa mới lạ, thị trường tiêu thụ tốt, người đó sẽ có thu nhập cao hơn. Bởi thị trường thị hiếu của người tiêu dùng luôn thay đổi, cần những loại hoa mới và lạ mắt, do đó chủng loại hoa cũng phải luôn thay đổi từ chất lượng cho đến mẫu mã. Bởi vì cái hoa ấy thì nó là dùng cho người ta chơi. Thế mà cái chơi thì cái nhu cầu của người ta chơi thì người ta lúc nào người ta cũng muốn thay đổi. Có một số loại truyền thống nhưng mà năm nào cũng có cái mới. Bọn tôi đều phải tìm hiểu và một số cái công ty hạt giống ấy, thì trong miền Nam người ta cũng về người ta mang cái sản phẩm mới, người ta giới thiệu. Thì bọn tôi cũng đã làm và cái này thì thay đổi mới là một cái yếu tố rất là quan trọng trong trồng hoa. Việc dồn thửa đổi ruộng đang được các địa phương tích cực triển khai nhằm tạo ra những thửa ruộng lớn để thuận lợi cho người dân canh tác. Tuy nhiên, để đem lại giá trị thu nhập cao hơn trên những thửa ruộng lớn, thay đổi trong tư duy sản xuất là điều cần thiết trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Khi đã có những thửa ruộng lớn tập trung, thì cái tư duy của người nông dân đóng vai trò quan trọng trong việc tăng gia sản xuất, trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao cái giá trị kinh tế trên một diện tích đất canh tác. Đối với nhiều người dân ở huyện Văn Giang, đặc biệt là ở xã Xuân Quan, kể từ khi chuyển đổi trồng ngô sang trồng hoa từ 5 năm trở lại đây, nhiều diện tích đã được người dân thuê một sào với giá từ 3 đến 10 triệu đồng một năm để cho trồng hoa. Điều đó chứng tỏ cho thấy cái việc chuyển đổi và cái tư duy của người nông dân đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao giá trị sản xuất trên một diện tích đất canh tác. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự.
Thời điểm hiện tại, xã Minh Tân là địa phương duy nhất ở huyện Phù Cừ chưa xử lý được diện tích đất dôi dư. Qua đo đạc, xã Minh Tân có 130 hộ có đất dôi dư với diện tích tương ứng trên 85.000 m2. Đến thời điểm hiện tại, xã mới gửi được 3 hồ sơ lên Phòng Tài nguyên Môi trường huyện để chờ xử lý. Nguyên nhân chậm là do sự thiếu quyết liệt trong xử lý đất dôi dư của chính quyền cơ sở. Mặt khác, một số diện tích đất dôi dư khó xác định để xử lý do xã bán trái thẩm quyền từ năm 1995. Những diện tích này đều được chính quyền xã thời đó bán vo, bán mớ, không có diện tích cụ thể, nên thời điểm hiện tại không có bất cứ một giấy tờ tư liệu nào có thể chứng minh phần diện tích dôi ra. Là địa phương có nhiều điểm vi phạm hành lang lưới điện, đến nay bằng nhiều biện pháp, chi nhánh điện lực Kim Động đã giảm được đáng kể các vi phạm. Với các biện pháp cụ thể để giảm thiểu vi phạm hành lang lưới điện cao áp, như giao khoán quản lý vận hành trong thực hiện trách nhiệm của cán bộ nhân viên, đưa vào quy định trả lương thưởng đối với các cá nhân để phát sinh vi phạm mới, vận động các hộ dân có công trình vi phạm di chuyển để đảm bảo an toàn theo quy định. Cùng với đó, khi xây dựng mới công trình điện hoặc cải tạo đường dây, chi nhánh đã đưa ra các giải pháp để chuyển đường điện xa khu vực dân cư, khu vực có nhiều vi phạm. Vì vậy, từ năm 2013 đến nay, chi nhánh điện huyện Kim Động đã xử lý được 45 điểm vi phạm. Riêng từ đầu năm 2015 đến nay đã xử lý được 10 vụ, toàn huyện còn 66 điểm vi phạm lưới điện cao thế. Để ngăn chặn phát sinh vi phạm, chi nhánh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện và lập biên bản kịp thời, thông báo với các hộ vi phạm, kiến nghị với chính quyền địa phương xử lý vi phạm và không để phát sinh mới. Với sức trẻ, sự năng nổ, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề, sau 10 năm đứng trên bục giảng, thầy giáo Trần Thanh Tú công tác tại trường tiểu học Hải Triều, huyện Tiên Lữ có nhiều thành tích đáng ghi nhận trong công tác chuyên môn. Đồng thời với cương vị là tổng phụ trách đội nhiều năm liền, thầy có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần đưa trường trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành giáo dục huyện Tiên Lữ. Đảm nhận dạy môn mỹ thuật tại trường, thầy Tú không ngừng tìm tòi sáng tạo, giúp các em hứng khởi trong mỗi tiết học. Tuổi trẻ cộng với sự đam mê, thầy nhiệt tình tham gia các cuộc thi sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học tự làm sáng tạo. Do cấp huyện tỉnh tổ chức và đều đạt giải cao. Hiện tại thầy tham gia dạy đội tuyển tin học cho phòng giáo dục huyện, học sinh được thầy Tú ôn luyện tham dự các cuộc thi đều đạt thành tích tốt. Giữ cương vị là tổng phụ trách đội 10 năm qua, thầy triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua cho thiếu nhi như phong trào đôi bạn cùng tiến, em yêu lịch sử Việt Nam, các hội thi cho học sinh theo từng chủ điểm của năm học, duy trì tốt phong trào thể dục giữa giờ, thực hiện phong trào giữ gìn trường em xanh sạch đẹp. Thầy Tú phát động phong trào 1 phút nhặt rác sau giờ thể dục được 100% học sinh tham gia thực hiện. Thành lập và duy trì các câu lạc bộ toán học, ngoại ngữ, em yêu ca hát, tổ chức tốt các hoạt động như viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa, áo lụa tặng bà, quyên góp sách vở cho trẻ em lũ lụt, trẻ em nghèo, mua tăm ủng hộ người mù. Đồng thời lên đội nhận chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Triều, Đức Thắng. Người tổng lãnh đội luôn luôn phải trau dồi những kiến thức qua các trường lớp, qua sách báo, qua TV. Các hoạt động trong nhà trường thì cần phải đổi mới. Ví dụ như là trong hoạt động chào cờ, ngoài những cái hoạt động thường xuyên, chúng ta có thể kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hoặc là hoạt động văn hóa văn nghệ vân vân, rất là nhiều hoạt động. Thì có đổi mới hoạt động thì sẽ cuốn hút được các em tham gia hơn. Thầy Tú là một thầy giáo mà có rất nhiều cố gắng về tinh thần trách nhiệm cũng như là về công tác chuyên môn. Ngoài cái công tác chuyên môn được giao thì thầy Tú còn là người rất là đa tài về âm nhạc, cũng về mỹ thuật, đàn hát. Và đối với đại nhà trường về chuyên môn thì thầy Tú đào tạo được nhiều những học sinh có năng khiếu. Thầy Tú đã được Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn, huyện Tiên Lữ trao tặng nhiều danh hiệu bằng khen và hơn cả là sự tin yêu kính trọng của tập thể nhà trường, phụ huynh và các em học sinh thân yêu. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù vừa mới bước vào năm học mới được hơn một tuần, thế nhưng tình trạng học sinh điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, phụ huynh vi phạm luật giao thông là những hình ảnh thường thấy tại các cổng trường và trên các tuyến đường trong tỉnh. Thời gian qua,
ngành chức năng và các nhà trường đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, giáo dục luật giao thông đường bộ cho học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Bên cạnh những chế tài của pháp luật, các trường cũng đã có biện pháp xử lý cụ thể đối với học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, như cảnh cáo, giấy cờ, hạ bậc hạnh kiểm, nhưng tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn diễn ra hàng ngày. Không những không đội mũ bảo hiểm, mà có nhiều học sinh chạy xe dàn hàng 3, hàng 4, kéo đẩy xe khác vừa gây nguy hiểm cho bản thân, vừa cản trở giao thông. Điều đáng nói là khi được hỏi các em đều nhận biết là mình vi phạm luật giao thông, nhưng lại lấy ra nhiều lý do để biện minh cho việc vi phạm của mình. Em biết là đi xe đạp viện này phải đội mũ không? Biết ạ. Thế biết tại sao mình vi phạm? Hôm nay cháu đi ăn dỗ rồi quên ạ. Thế là sau rút kinh nghiệm nào? Vâng, lần sau không thì nữa. Em có biết là đi xe đạp viện như thế này mà không đội mũ thì là vi phạm luật giao thông không? Có. Thế tại sao em không đội? Ở trường thì cô giáo cũng bảo đi xe đạp điện phải đổ mua. Thế tại sao hôm nay em không đội? Hôm nay em định đội nhưng mà gia đình đi hết mũ rồi. Không chỉ học sinh vi phạm mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng chưa thực sự gương mẫu trong việc chấp hành luật giao thông. Đặc biệt sau một thời gian triển khai xử phạt phụ huynh đèo con tới trường không đội mũ bảo hiểm, thì tình trạng này vẫn xảy ra trên khắp các tuyến đường. Nhiều phụ huynh kẹp 2, kẹp 3, thậm chí có trường hợp chỉ bố mẹ đội mũ bảo hiểm, còn các con thì không. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do sự phối hợp chưa chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, nhà trường, phụ huynh. Để giao thông học đường được chấn chỉnh đi vào nền nếp, ngoài tuyên truyền giáo dục, cần thể hiện bằng hành động cụ thể hơn, nhưng trước hết vẫn là sự gương mẫu của các bậc phụ huynh trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông để cho con trẻ học tập và noi theo. Đường 386 tức đường 200C cũ, đoạn từ ngã ba xã Đan Lộc về đến thị trấn Ân Thi có chiều dài gần 5 km, xuống cấp nhiều năm nay nhưng do không được duy tu sửa chữa thường xuyên nên đường đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Nhiều năm nay, không chỉ người dân huyện Ân Thi mà bất kỳ ai khi tham gia giao thông qua đoạn đường này đều rất bức xúc vì đường xuống cấp mà không được tu sửa. Hầu hết các phương tiện khi tham gia giao thông qua đoạn đường này đều rất khó khăn, vất vả bởi toàn bộ bề mặt đường đã bị phá hỏng. Mặt đường đã hình thành nhiều ổ trâu, ổ voi như những cái bẫy rình rập người tham gia giao thông. Theo người dân địa phương, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây, đặc biệt là vào những hôm trời mưa, buổi tối việc đi lại càng trở nên khó khăn hơn. Đoạn đường cầu ga này thường xuyên là cũng nhiều khi là xe cộ cũng có xảy ra tai nạn, nói chung là đôi khi nhiều tránh của tránh nhau cũng khó khăn lắm. Đoạn này thì nói chung là vài ba ngày nãy xảy ra tai nạn xịt lốp xe nó biết cô gái nó hỏng không mấy cây số, không phải là một cái đoạn này. Thế thực ra mà nói chúng tôi là những người dân ở đây thường xuyên phải đi qua cái khu vực của cái đường này thì đề nghị là cấp trên cũng xem xét lại cái chỗ này để làm lại cái đường này của chúng tôi, để cho dân chúng, thế rồi mọi người lưu thông qua cái đoạn này đều nó được an toàn. Đường 386 đã xuống cấp nghiêm trọng, mùa nắng thì bụi bặm, mùa mưa thì lầy lội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu người tham gia giao thông không chắc tay lái. Để người dân đi lại thuận tiện an toàn, đề nghị các cơ quan chức năng cần nhanh chóng tu sửa, nâng cấp đoạn đường trên, giúp người dân ổn định cuộc sống, tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự tối mai, Chủ nhật ngày 13 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, cùng với phản ánh những tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh trong ngày, chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Toàn tỉnh đã thu được 90 tỷ đồng tiền xử lý đất dôi dư. Các huyện Ân Thi, Văn Lâm tổ chức gặp mặt biểu dương học sinh giỏi, học sinh đỗ đại học. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.